Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố. Đảng bộ xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ vừa tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Quản Bạ và 105 đảng viên trong đảng bộ xã. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lùng Tám đã đoàn kết tập trung hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 3 đề ra. Trong đó, 13 trên 18 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết. Về phát triển kinh tế, diện tích gieo trồng được 989 ha, tổng sản lượng lương thực 1.930 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 520 kg. Tổng đàn đại gia súc gia cầm tăng so với năm 2010, trong đó đàn trâu bò 1.749 con. Cấp ủy chính quyền xã chỉ đạo quản lý tốt các nguồn thu chi ngân sách, đảm bảo kịp thời, tích cực tuyên truyền tới nhân dân các nội dung về xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng các phong trào ngày thứ bảy hướng về nông thôn. Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm, quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 44 đảng viên mới. Ngoài những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, việc ứng dụng khoa học vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của xã Lùng Tám còn chậm, một số cấp ủy chi bộ thôn trong công tác lãnh đạo chưa sâu sát với nhân dân. Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ khóa 4, bầu Ban thường vụ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 5, Đảng bộ xã Bả Vi, huyện Mèo Vạc đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, tổ công tác phụ trách xã cùng 116 đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, sự đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy chính quyền, xã Bả Vi đã đạt được những thành tựu quan trọng. Trong tổng số 25 chỉ tiêu chủ yếu, đến nay đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt, 8 chỉ tiêu đạt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều nét khởi sắc. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa tiếp tục có chuyển biến tích cực, trình độ dân trí được nâng lên, điều kiện chăm sóc sức khỏe được tốt hơn, xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu đến năm 2020 như xã Bả Vi phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 19,81 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 14 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Bả Vi khóa 4, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ 18 và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 21 tháng 5, chi bộ trường Trung học phổ thông Việt Vinh, huyện Bắc Quang cũng đã tổ chức đại hội lần thứ 35, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Quang Lương Tiến Dũng đã tới dự. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Nhiệm kỳ có 76 đồng chí được công nhận giáo viên giỏi cấp cơ sở, 9 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Công đoàn 5 năm liền đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, tích cực phát động các đợt thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bình quân đạt trên 97,5%. Số học sinh tốt nghiệp khi ra trường đều là những công dân tốt. Nhiệm kỳ có 5 năm em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 62 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 27 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 22 đồng chí. Công tác chữ thập đỏ được duy trì, hoạt động đều, động viên hỗ trợ kịp thời cán bộ, giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đại hội chi bộ trường Trung học phổ thông Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã thông qua phương hướng nhiệm vụ chủ yếu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020, phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Trong đó, trình độ thạc sĩ đạt từ 15% đến 20%. Duy trì sĩ số học sinh học tập đạt trên 99%, tỷ lệ chuyển lớp đạt 95% trở lên, mỗi năm kết nạp được từ 3 đến 5 đảng viên mới. Đại hội đã bầu Ban chi ủy khóa mới gồm 7 đồng chí, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình Nguyễn Tiến Dũng cùng đoàn công tác của huyện đã có buổi kiểm tra tình hình thực tế tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Vĩ Thượng. Vĩ Thượng là một trong ba xã điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Quang Bình. Trong năm 2015, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện thống nhất chọn xã Vĩ Thượng để thực hiện hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó còn 7 tiêu chí chưa đạt cần phấn đấu thực hiện hoàn thiện trong những tháng cuối năm 2015. Đoàn đã kiểm tra tình hình thực tế chợ nông thôn xã. Đây là một trong 7 tiêu chí chưa đạt của xã Vĩ Thượng. Hiện tại, chợ nông thôn Vĩ Thượng, cơ sở vật chất còn nhà tạm, chưa quy hoạch khu vực bán hàng cụ thể, chưa bê tông hóa các lối đi lại, chưa có tường bao, cổng chợ, biển hiệu. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của nhà nước và đóng góp của tiểu thương trên địa bàn trong và ngoài huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã và đang khẩn trương tiến hành hoàn thiện tiêu chí 7, góp phần hoàn thiện xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu các phòng chuyên môn huyện cần khẩn trương tiến hành thi công làm nền chợ, xây dựng tường bao, cổng và làm biển hiệu cho chợ nông thôn của xã, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng hộ dân để đảm bảo tiến độ thi công công trình. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Vĩ Thượng phát huy nội lực, huy động sức người, sức của trong nhân dân hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quang Bình. Vừa qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Thị Hà làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và làm việc tại xã Ngọc Linh. Đánh giá chung cho thấy, 4 tháng qua, kinh tế xã hội trên địa bàn xã Ngọc Linh tiếp tục phát triển, các chương trình dự án, đề án được thực hiện bước đầu có hiệu quả. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay như mô hình nuôi trâu, dê, bán chăn thả, mô hình trồng chanh leo, cam, cây sơn lấy mủ. Công tác sản xuất nông lâm nghiệp được chú trọng, xã đã hoàn thành việc gieo cấy vụ xuân với diện tích rừng được giao năm 2015 là 400,3 ha, đến nay đã trồng được 79 ha. Công trình trồng rừng chào mừng đại hội đảng bộ huyện là 22,5 ha với 17 hộ tham gia. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hoạt động tốt, duy trì họp chợ phiên đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục tuyên truyền nhân dân làm 3 công trình vệ sinh, tập trung chỉnh trang khuôn viên trụ sở thôn, khuôn viên hộ gia đình. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác của huyện Vị Xuyên cũng đã được nghe nhiều ý kiến kiến nghị của xã như sớm cấp ngân sách các đề án, dự án, chương trình đã được triển khai như chương trình trồng cam, chương trình 1-3 năm, chi trả nguồn kinh phí cho các hộ dân đã trồng rừng năm 2015, mở rộng diện tích chợ trung tâm xã, đầu tư xây dựng trụ sở các thôn bản, các trường lớp học trên địa bàn. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên Lê Thị Hà đề nghị xã Ngọc Linh cần có kế hoạch và giải pháp cụ thể quyết liệt trong chỉ đạo cũng như thực hiện các nhiệm vụ trong phát triển nông lâm nghiệp. Phải đánh giá được hiệu quả các mô hình để nhân rộng như mô hình nuôi trâu, dê, bán chăn thả, trồng cỏ, chanh leo, cây sơn. Kiểm tra các hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất trường lớp học, trạm y tế, trụ sở thôn để có phương án sửa chữa kịp thời, nâng cao chất lượng giáo dục. Triển khai tốt các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020. Được sự hỗ trợ 50% kinh phí từ nhà nước để khắc phục tình trạng thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa, ảnh hưởng tới sinh hoạt từ ngày, các hộ dân tổ 7 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã tiến hành quyên góp tiền và công sức tu sửa mặt đường tuyến phố Cao Bá Quát. Ngày 20 tháng 5, 23 hộ dân thuộc tổ 7 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang dọc theo tuyến phố Cao Bá Quát đã tiến hành đóng góp và tu sửa đường với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 50%. Nhân dân trong tổ sẽ tiến hành tu sửa lại 100 mét mặt đường, giải nhựa và chỉnh trang lại hệ thống thoát nước. Do địa hình thấp, vì vậy khi mưa lớn, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tình trạng úng ngập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Khi con đường được nâng cấp xong, sẽ tạo ra sự thuận lợi cho người dân khi lưu thông và tránh được tình trạng ngập úng trong mùa mưa lũ, giảm những tác động xấu từ việc ô nhiễm môi trường đối với sinh hoạt hàng ngày. Với diện tích đất canh tác một vụ, những năm trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Ngơi, thôn Cốc Bảng, xã Du Già, huyện Yên Minh chỉ trồng lúa và ngô nên thu nhập không cao. Năm 2015, sau khi tìm hiểu về những giống cây trồng phù hợp với chân ruộng một vụ, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư trồng thử nghiệm giống dưa hấu. Đến nay, sau hơn 4 tháng gieo trồng, toàn bộ diện tích 600m² dưa hấu của gia đình chị đã cho thu hoạch. Được biết, mô hình trồng dưa hấu của gia đình chị Ngơi là mô hình đầu tiên trên địa bàn xã trồng loại cây này. Dưa hấu là cây trồng xứ nóng, nên với khí hậu nóng ẩm của xã Du Già cũng rất phù hợp để cây sinh trưởng và phát triển. So với cây lúa và nhiều loại hoa màu, việc trồng và chăm sóc dưa hấu mất nhiều công hơn,
nhưng qua đó đã giúp gia đình chị tận dụng được diện tích đất một vụ, nâng cao khả năng thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp. Chị Ngơi cho biết, từ khi trồng dưa hấu tới nay, gia đình chị sử dụng chủ yếu là phân chuồng để bón cho cây, có che phủ ni lông. Bởi vậy, dù chi phí đầu tư không cao, nhưng bước đầu đã cho kết quả. Giá bán dưa hấu tại địa bàn xã dao động từ 15 đến 20 nghìn đồng một kg. Bởi vậy, năm nay, gia đình chị Ngơi cũng đã có khoản thu nhập khá từ ruộng dưa hấu này. Hy vọng với hiệu quả bước đầu từ mô hình này thì cây dưa hấu sẽ được nhân rộng trên địa bàn xã Du Già, huyện Yên Minh, giúp nhân dân nâng cao thu nhập cho gia đình. Cần cù, chịu khó, ham học hỏi và biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi. Đó là bí quyết thành công của anh Lý Văn Hạnh ở thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần trong việc nuôi lợn, kết hợp sửa chữa xe máy và gò hàn nông cụ cầm tay, hàng năm đem lại thu nhập cho gia đình hơn 100 triệu đồng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp, ngay từ khi còn nhỏ, anh Lý Văn Hạnh đã quen với công việc của nhà nông như cày bừa, cấy hái. Sau khi xây dựng gia đình và được bố mẹ cho ra ở riêng, anh làm đủ thứ nghề nhưng thu nhập không được là bao, cuộc sống ngày càng khó khăn thiếu thốn. Với sự năng động của sức trẻ và ước mơ khao khát làm giàu trên chính mảnh đất quê hương đã thôi thúc anh tích cực tìm hiểu, học hỏi những mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy nuôi giống lợn đen có hiệu quả kinh tế cao, anh quyết định đầu tư vào nuôi lợn. Với số vốn ít ỏi vợ chồng anh dành dụm được, mới đầu mỗi lứa chỉ nuôi 4 đến 5 con lợn. Đến năm 2013, nhờ có nguồn vốn vay từ Nghị quyết 47 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang, gia đình anh được hỗ trợ vay 50 triệu đồng. Anh đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại và mua thêm con giống. Ngoài ra, anh còn mua thêm một bộ máy xay sát. Anh Hạnh tâm sự, ban đầu mới bắt tay vào chăn nuôi lợn gặp không ít khó khăn về kỹ thuật chăn nuôi. Có những lần, lợn bị dịch bệnh thiệt hại hàng chục triệu đồng. Nhưng với tính kiên trì, không ngại khó khăn, anh đã tìm tòi học hỏi qua sách báo, TV và tham quan các mô hình sản xuất sỏi ở địa phương để đúc rút kinh nghiệm trong chăn nuôi. Ngoài các giải pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn, để đàn lợn phát triển tốt, anh luôn chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đồng thời căn cứ vào thời gian phát triển của lợn, bổ sung thức ăn cho phù hợp. Nhờ đó, đàn lợn của gia đình anh phát triển tốt. Đến nay, trong chuồng lợn nhà anh lúc nào cũng có từ 30 đến 40 con. Mỗi năm xuất chuồng bán gần 4 tấn lợn, thu nhập 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ngoài ra, anh còn mở thêm hiệu sửa xe máy. Vừa sửa xe máy, anh còn gò hàn thêm công cụ cầm tay như cuốc, xẻng, phục vụ cho bà con nhân dân trong xã để tạo thu nhập thêm cho gia đình. Sự quan tâm của chính quyền địa phương mới được vay vốn Nghị định 47 của Hội đồng nhân dân tỉnh ấy, thì nhà tôi được vay 50 triệu. Đấy, trong đó là tôi đầu tư vào con giống, là một phần vào thức ăn. Đấy, sau chăn nuôi một lứa đấy, thì thu nhập tôi cũng đã thu nhập được hơn 100 triệu và tôi cũng đã hoàn trả được cái số vốn vay. Và tới này thì tôi cũng có nhân rộng thêm đàn và nuôi thêm nhiều nữa. Từ chăn nuôi lợn kết hợp sửa chữa xe máy nên thu nhập của gia đình anh Lý Văn Hạnh khá ổn định, đã có của ăn của để, cuộc sống ngày càng nâng lên, có điều kiện chăm lo cho con cái ăn học và mua sắm được nhiều vật dụng thiết yếu trong gia đình. Trong chăn nuôi là có hộ anh Lý Văn Hạnh là một trong những hộ là thực hiện chăn nuôi theo hướng hàng hóa trong chăn nuôi, và gia đình cũng đã học hỏi kinh nghiệm của các hộ khác. Đồng thời là gia đình cũng đã áp dụng những tiến bộ khoa học vào chăn nuôi và cũng tận dụng các sản phẩm phụ trong nông nghiệp của gia đình để phục vụ chăn nuôi, đã giảm chi phí sản xuất và thực hiện có hiệu quả, vì đã tăng có thu nhập cho gia đình và góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã, và cũng là một gương để cho các hộ khác học tập và làm theo. Không những làm ăn hiệu quả, anh Hạnh còn thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hộ chăn nuôi khác ở trong thôn, trong xã và tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Với sự nỗ lực trong thực hiện mô hình chăn nuôi lợn đen của anh Lý Văn Hạnh ở thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò, đang là giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của gia đình, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo nhanh và bền vững, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Xín Mần ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.